Tối ngày 2 tháng 12, tập 1 Road to Miss World, chương trình ghi lại hành trình chuẩn bị và tập luyện của Hoa hậu Mai Phương trước khi sang Ấn Độ chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã chính thức lên sóng. Trong tập đầu tiên, Hoa hậu Mai Phương đã có cuộc gặp gỡ đặc biệt với 4 giáo viên, phóng viên người nước ngoài và trải qua buổi training interview 100% bằng tiếng Anh với các câu hỏi được chính các giáo viên soạn thảo. Khác với tập Road to Miss World trước đây, phần luyện tập interview của Mai Phương được khai thác dưới góc độ của một phần thi ứng xử giả định dựa trên các câu hỏi được đặt ra bởi các giáo viên và phóng viên nước ngoài. Tại đây, Mai Phương phải vận dụng kỹ năng ngoại ngữ và các kiến thức xã hội để đưa ra câu trả lời phù hợp nhất. Đặc biệt, câu trả lời của Mai Phương có thể được chấp nhận hoặc bác bỏ. Các câu hỏi xoay quanh việc nêu quan điểm về các vấn đề của xã hội. Ban đầu, các câu hỏi khá đơn giản và có thể nói là đại chúng so với các cuộc thi sắc đẹp, tương tự như: là một hoa hậu, bạn đề cao yếu tố nào nhất? Sắc đẹp, trí tuệ hay lòng trắc ẩn? Tại sao? Nếu có thể quay ngược lại thời gian, bạn sẽ nói gì với bản thân? Dần về sau, độ khó được tăng lên với các câu trả lời cần được lựa chọn có hoặc không với những quan điểm rõ ràng và mạch lạc hơn. Tương tự như, bạn có nghĩ rằng các cuộc thi sắc đẹp cần dân chủ hóa hơn, cho phép thí sinh thừa cân và khuyết tật tham gia? Hay em có nghĩ rằng chủ nghĩa tư bản đã gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu mà chúng ta có bây giờ không, cũng như là sự nóng lên toàn cầu? Với những câu hỏi này, nhiều khán giả đã để lại bình luận khá khó ngay cả khi trả lời bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, họ Mai Phương đã khiến người hâm mộ nở mũi khi không do dự trả lời ngay lập tức với những quan điểm và vốn từ dồi dào. Họ Mai Phương trả lời: mọi người trên thế giới đều muốn đạt được lợi ích từ bất kỳ lĩnh vực nào mà họ đang làm việc và bất kỳ người nào họ gặp, miễn là lợi ích chung, và điều này cũng đồng nghĩa với việc biến đổi khí hậu. Tôi không nghĩ rằng đó là chủ nghĩa tư bản, mà là về cách sống của chúng ta hàng ngày, lượng khí thải mà chúng ta tạo ra và các nguồn nước chúng ta sử dụng. Có thể mọi người sẽ nghĩ về các nhà máy, nơi mọi người kiếm tiền và đang ra khí thải khắp nơi, và rồi đến chúng ta là những người khách hàng cuối cùng. Tuy nhiên, bản thân tôi nghĩ rằng tất cả đều đến từ phía chúng ta. Chúng ta là phần cầu và chúng ta đã gây ra biến đổi khí hậu không phải vì chính chủ nghĩa tư bản mà vì nhu cầu của cá nhân mà tạo ra toàn bộ sự thay đổi này trong môi trường. Các câu trả lời của họ Mai Phương được ban giám khảo đánh giá tốt và đưa ra nhiều lời nhận xét tích cực. Tuy nhiên, các giáo viên cũng góp ý về các quan điểm của Mai Phương cần rõ ràng hơn thay vì sự lựa chọn phương án trung lập an toàn. Song điểm cô cần lưu ý và cải thiện trong thời gian tới còn là gương mặt, ánh mắt, thần thái tự tin hơn khi ứng xử. Sau khi tập 1 Road to Miss World được công chiếu đã cán mốc 10.000 lượt xem sau 12 giờ. Bên cạnh đó, đây còn là chủ đề được bàn tán rất nhiều trong các hội nhóm fan sắc đẹp. Bạn nghĩ sao về tập 1 Road to Miss World luyện tập interview của họ Mai Phương? Hãy để lại bình luận dưới video nhé! Và đừng quên like, share cũng như subscribe kênh Họa Việt Nam để cập nhật những tin tức mới nhất về Họa Việt Nam cũng như thế giới.